Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin trong phần đầu của chương trình, ngày hôm nay ngày 6 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng ông chu ngọc anh và ông nguyễn thanh long yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng Cuối tháng 3 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hai ủy viên Trung ương là ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long vì liên quan đến công ty Việt Á thổi giá ký test xét nghiệm. Và đến nay, hai ông này đã bị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đưa ra hình thức kỷ luật bằng việc khai trừ ra khỏi Đảng. Vậy tại sao phải sao 4 tháng mới xem xét thi hành kỷ luật và qua những bước nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Cuối tháng 3 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy hai ông Trung Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch thành phố Hà Nội và Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Đến giữa tháng 5 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp và đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật hai ủy viên Trung ương Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Như vậy, ủy ban kiểm tra trung ương đã thực hiện hai bước kiểm tra giám sát đảng viên đó là phát hiện dấu hiệu vi phạm của ông trung ngọc anh và nguyễn thanh long ở vụ việt á thấy rằng đến mức phải xem xét kỷ luật và bước thứ hai là sau khi xem xét vi phạm thì thấy rằng cần xử lý kỷ luật và đã đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật hai vị này và bước tiếp theo là xem xét thi hành kỷ luật đối với ủy viên trung ương là thuộc thẩm quyền của ban bí thư bộ chính trị để đưa ra bốn hình thức kỷ luật đảng viên là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Bởi theo quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tại chương 3 về thi hành kỷ luật Đảng, tại điều 11 thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thì có quy định: Ban Bí thư Bộ Chính trị quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư Bộ Chính trị quản lý. Theo đó, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đưa ra hai hình thức nhẹ nhất lần lượt là khiển trách, cảnh cáo đối với cán bộ đảng viên là ủy viên Ban chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Với hai hình thức kỷ luật nặng nhất là cách chức, khai trừ, thì Ban Bí thư, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Ban chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng. Do đó, để thi hành kỷ luật hai ủy viên Trung ương Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, thì Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã họp và thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật hai vị này. Liên quan đến sai phạm của công ty Việt Á, theo kết quả điều tra bước đầu của C03 Bộ Công an, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của công ty này đã cấu kết và móc ngoặt với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật nhiều tỉnh, thành phố, thổi giá ký xét nghiệm Covid-19 để trục lợi, nâng khống giá ký xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và chi qua hồng cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng. Đặc biệt là doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lô hành ký xét nghiệm Covid-19 Mekin Việt Nam đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị này không sản xuất được khoảng 30.000 bộ kit test mỗi ngày như lời quảng bá. Để xảy ra các sai phạm này, không thể không nói tới trách nhiệm của hai bộ y tế và khoa học công nghệ. Chịu trách nhiệm đầu tiên là ông Chu Ngọc Anh, khi còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giai đoạn từ tháng 4 năm 2016 đến trước tháng 9 năm 2020, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu rõ, ban cán sự đảng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số đồng chí lãnh đạo bộ và các đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao quản lý, kiểm tra, giám sát thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân. Căn cứ vào kết quả phê duyệt, đánh giá đề tài khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phan Quốc Việt cùng một số cán bộ của Học viện Quân y, trong đó có Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự. Học viện Quân y đã được xem là những người tiên phong chế tạo thành công bộ kit test xét nghiệm COVID-19 để đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch tại hầu hết các tỉnh, thành. Tuy nhiên trên thực tế thì nơi được quảng bá là phòng nghiên cứu khoa học chỉ là một căn phòng rộng không quá 10 mét vuông thuộc khu nhà xưởng tồi tàn tại tỉnh Bình Dương. Đặc biệt những người hàng ngày sản xuất ra những bộ kit test Covid-19 chỉ là những lao động thời vụ chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Khoa học Công nghệ đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Liên quan đến sai phạm trong việc phê duyệt bộ kit test của công ty Việt Á, tháng 4 năm 2020, thông qua tin từ cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ, tất cả các cơ quan thông tấn báo chí đã đăng tải thông tin bộ kit test của Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Tuy nhiên, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố Phan Quốc Việt cùng một số lãnh đạo CDC các tỉnh để điều tra làm rõ hành vi nâng khống giá ký test, Bộ Khoa học và Công nghệ lên tiếng đính chính thông tin này, đồng thời đổ lỗi cho các cơ quan báo chí đưa thông tin không chính xác. Cũng liên quan đến hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của Phan Quốc Việt cùng lãnh đạo CDC tại nhiều tỉnh thành, Bộ Chính trị nhận định ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng Bộ Y tế. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Cụ thể, từ ngày 2 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này là 470.000 đồng trên test cho đơn hàng dưới 500.000 test, 367.500 đồng trên test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1 triệu test. Dựa vào đơn giá được phê duyệt này, lãnh đạo nhiều CDC các tỉnh thành đã mua kit test để phục vụ công tác phòng dịch, đồng thời được Việt Á lại quả từ vài trăm triệu đồng đến vài chục tỷ đồng. Trong khi đó, trên thực tế, nhiều bộ kit xét nghiệm của một số doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc nhập khẩu từ Hàn Quốc có giá rẻ hơn cả trăm ngàn đồng so với kit test của Việt Á, nhưng không được các địa phương mua phục vụ công tác phòng dịch. Với những sai phạm trên của ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm nêu trên, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cũng liên quan đến sai phạm tại công ty Việt Á, bên cạnh việc đề nghị xem xét kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Ban Bí thư cũng quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, năm 2020 đến năm 2025 bằng hình thức cảnh cáo, thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020, năm 2020 đến năm 2025. Đặc biệt, hai cán bộ thuộc Học viện Quân y là Hồ Anh Sơn, nguyên phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Học quân sự và Nguyễn Văn Hiệu, trường phòng trang bị vật tư hiện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội của hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long vừa qua đã cho thấy đảng ta tiếp tục khẳng định sẽ kiên trì, kiên quyết đấu tranh với sai phạm tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bất kể người đó là ai. Dưới sự chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn đốc thúc theo dõi, đưa ra xét xử những vụ đại án, vụ việc gây bức xúc lớn trong xã hội. Và Việt Á không phải ngoại lệ. Các cơ quan đảng, nhà nước đã vào cuộc quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chống dịch. Cái vụ Việt Á thì nếu như trước đây cái vụ Vinaphone mua AVG, lúc đó chúng ta thấy là đã rất lớn rồi. Bây giờ những cái vụ án vừa rồi các anh chỉ thấy cái số lượng tiền thấp thoát, thoát thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều. Mà trong nhiều vụ án thì nhiều cán bộ đảng viên của chúng ta đóng vai trò là tiếp tay là bảo kê, giúp sức, thậm chí là đồng phạm. Nhiều cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý. Cái này mới là cái, cái nghiêm trọng. Bởi vì thông qua những cái vụ án như thế thì chúng ta thấy rằng là đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta suy thoái. Có thể thấy rằng để xảy ra vụ Việt Á thì trước đó hai người đứng đầu hai bộ y tế và khoa học công nghệ phần nào đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, dẫn đến doanh nghiệp trục lợi lớn. Đáng nói hơn, lại đúng thời điểm đất nước đang gồng mình dồn mọi nguồn lực chống dịch. Anh không tự rèn luyện mình hàng ngày, không tự phê bình và phê bình hàng ngày ở trong thì rất dễ biến sai lầm cơ chế thị trường nó làm cho con người ta nếu không tự rèn mình thì sẽ chết Mà hầu hết những đồng chí mà có chức vụ cao vừa rồi bị vi phạm xét cho cùng chính là anh không tự rèn luyện bản thân này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng thì cho rằng theo dõi vụ việt á thì thấy đáng tiếc cho hai ông trung ngọc anh và nguyễn thanh long họ đã phấn đấu già luyện khá lâu trong hệ thống đảng, nhà nước và có những đóng góp nhất định. Đây cũng là bài học cho những cán bộ đảng viên hiện nay. Kỷ luật đảng và pháp luật phải là tối thượng. Kỷ luật đảng và pháp luật phải được thực hiện nghiêm minh như Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chỉ rõ, không có vùng cấm trong việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Có vậy thì chúng ta mới làm cho đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh mới có thể đại đoàn kết được toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai ủy viên Trung ương, Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã không thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Sắp tới, đảng sẽ xử lý nghiêm minh trước những sai phạm mà họ đã vi phạm. Việc quyết định kỷ luật đối với các cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao liên quan đến vụ việc Việt Á, được coi là một trong những vụ án trọng điểm năm 2022, đã tạo sự phấn khởi đối với quần chúng nhân dân thể hiện cao quyết tâm của đảng và nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, liên tục và ngày càng quyết liệt hơn. Từ đó, những cán bộ có chức, có quyền mà thói quá, biến chất, kể cả cán bộ cấp cao đã bị phát hiện và xử lý. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại nội dung của chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.